Xin chào các bạn. Ở đây mình đang có một cái đèn mới của Philips. Thì hôm trước ở trên cái trang cá nhân của mình cũng như là trên website Mai Nguyên thì mình cũng đã có up mở về việc mà Mai Nguyên sẽ kinh doanh một số những cái sản phẩm về đèn cũng như là cái giải pháp để các bạn có thể có một cái hệ thống đèn chiếu sáng với rất nhiều màu sắc và rất là hiện đại theo hướng công nghệ, chứ không phải là chỉ là chiếu sáng như xưa giờ mà chúng ta vẫn sử dụng ở nhà. Thì đây là cái sản phẩm đầu tiên mà Philips họ tung ra tại thị trường Việt Nam mà nó có giá là vào khoảng 1.490.000. Thì sản phẩm này có tên là Philips Hue White and Color Ambient. Thì cái sản phẩm này nó là một cái đèn đơn và nó có mã là A60. Cái sản phẩm này sẽ là cái sản phẩm mở đầu cho chuỗi những cái video mà mình sẽ làm về những cái cây đèn của Philips. Khi mà chúng ta setup ở trong hệ thống thì nó sẽ được điều khiển như thế nào, cái khả năng thể hiện của nó ra sao, và khi mà các bạn kết hợp nó cùng chung với một cái hệ thống của Philips thông qua một cái cầu dẫn là cái Philips Hue Reach thì chúng ta sẽ sử dụng nó ra sao, để khi mà các bạn nghe nhạc, xem phim không đơn thuần là chúng ta chỉ xem trên một cái màn hình nữa, mà bây giờ chúng ta sẽ có thể có một cái trải nghiệm tốt hơn về mặt thị giác cũng như là âm thanh. Bên cạnh âm thanh thì Mai Nguyên đã có cái giải pháp cho các bạn rồi, đó là hàng loạt, hàng trăm, hàng ngàn mẫu loa để các bạn có thể sử dụng. Thì bây giờ Mai Nguyên sẽ cung cấp thêm một cái giải pháp nữa, đó là giải pháp về hình ảnh và ánh sáng để các bạn có thể chiêm ngưỡng được tốt hơn. Cuối cái video này mình sẽ có một cái đoạn ngắn để các bạn có thể xem là khi mà chúng ta kết hợp giữa hình ảnh và màu sắc thì cái trải nghiệm của chúng ta nó sẽ nâng cao lên như thế nào. Các bạn đón xem vào cuối video nha. Còn bây giờ thì mình mời các bạn cùng mình khui họp cái cây đèn mới này vừa mới có hàng tại Mai Nguyên. Sản phẩm này thì có giá 1.490.000 và nó sẽ có một số những công dụng. Bây giờ mình khui họp ra và giới thiệu cho các bạn những công dụng đó cũng như là cái cách mà cái cây đèn này nó sẽ thể hiện cũng như là nó giúp cho chúng ta sử dụng thật là tuyệt vời như thế nào. Ok, các bạn theo mình nha. Đây là cái cây đèn Philips Hue mà mình đã vừa mới giới thiệu với các bạn. Thì đây là một cái cây đèn mà chúng ta sẽ sử dụng như là một cái cây đèn mà các bạn có thể sử dụng trong phòng ngủ hay là trong phòng khách, hay là thậm chí là trên những cái đèn bàn để các bạn để bàn chúng ta đọc sách chẳng hạn. Thì với cái hệ thống này á, chúng ta sẽ có thể chuyển đổi trong mức 16 triệu màu, và nó có thể chuyển đổi những cái gam màu như là màu ấm hoặc là màu lạnh tùy theo ý thích của các bạn. Ở đây chúng ta sử dụng chính và kết nối bằng cái công nghệ Bluetooth cũng như điều khiển bằng công nghệ Bluetooth. Tí nữa mình sẽ demo cho các bạn coi cách mà chúng ta sẽ sử dụng cái này như thế nào thông qua cái app. Thì đây á, nó sẽ tích hợp được và sử dụng được với những cái trợ lý ảo như là Alexa hoặc là Google Assistant. Còn nếu các bạn sử dụng những cái thiết bị wearable thì các bạn phải bắt buộc chúng ta ép nó vào trong Google HomeKit và chúng ta có thể sử dụng những cái lệnh để yêu cầu nó bật đèn hoặc là tắt đèn như thế nào đó. Thì cái đó là tùy theo cái nhu cầu của các bạn. Ở đây á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta sẽ setup nó như thế nào. Thì ở đây đầu tiên hết chúng ta sẽ có cái công suất của nó là 9W và cái độ sáng là 806 lumen, có thể hiển thị được 16 triệu màu. Đó, ở đây là một số những thông tin chi tiết về cái việc kết nối của nó. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có cái thông tin bằng tiếng Việt ở đằng sau. Tức là chúng ta có thể điều khiển nó ở mức từ độ cái độ màu của nó là từ 2000 tới 6500 Kelvin và nó có thể hỗ trợ hiển thị lên đến 16 triệu màu. Cái cách mà chúng ta điều khiển màu nó cũng rất là dễ dàng. Ở đây có một số thông tin chi tiết như là 9 kWh trên 1000 rồi 806 lumen. Mấy cái này mình vừa mới nói với các bạn rồi. Thì như lúc đầu mình nói, đây là một cái sản phẩm của Philips và cái công ty Signify là một cái công ty mới mà đại diện cho Philips tại Việt Nam. Đó là thông số chi tiết của nó. Bây giờ thì mình khui ra cho các bạn coi. Vẫn như thường lệ, mình vẫn sử dụng cái cây dao Leatherman của mình để mình khui ra cho các bạn coi. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái hệ thống này á, nó rất là đơn giản. Thật sự nó rất đơn giản. Mình đã dùng cái này thử nhà rồi và mình thấy nó rất đơn giản. Một trong những cái mà mình muốn các bạn lưu ý, tức là các bạn chưa bao giờ chúng ta tiếp cận với những cái hình thức này mà các bạn đang bắt đầu, chúng ta hãy đọc ngay cái hướng dẫn của Philips Hue Personal Wireless
Lightning, và đây là cái hướng dẫn rất là đơn giản và dễ hiểu. Đó. Cách chúng ta sẽ setup đèn như thế nào, rồi nó được vặn như thế nào, rất là đơn giản, không có khó khăn gì cả. Cái này mình lúc đầu mình cũng không biết sử dụng đâu, mình đọc cái này một phát một là biết ngay. Bên cạnh đó thì đây là một cái chuôi đèn sử dụng cái chuẩn E27, là một cái chuẩn mà gần như tất cả những cái đèn hiện nay đều sử dụng, cho nên các bạn có thể an tâm về việc của chúng ta dùng cái này nó có lạc hậu hay là có bị không tương thích với những thiết bị ở nhà hay không, thì cái câu trả lời là không, nó rất là tương thích và rất là dễ để sử dụng. Các bạn thấy đây, chúng ta sẽ có một cái cây đèn mà có cái tên Philips Hue White and Color Ambient. Chúng ta có cái phần bóng LED ở phía bên trên, ở phía bên dưới này thì được làm bằng sứ. Đây có 806 lumen rồi một số những thông tin chi tiết của nó. Chuôi đèn bằng kim loại. Thì để mà các bạn kích hoạt cái này lên, chúng ta sẽ cần tới một cái đầu. Thì đây là cái đầu mà chúng ta vẫn thấy ở nhà bình thường, các bạn vặn nó vào như thế này. Chỉ cần lấy và vặn như là các bạn thay một cái bóng đèn bình thường thôi. Sau đó chúng ta cấp điện vào và chúng ta có thể sử dụng ngay. Rất là đơn giản. Mặt khác thì các bạn vẫn phải tải thêm một cái app khác. Nó có tên là Hue BT. Đó, các bạn có thể tải cái app này về. Chúng ta add thêm cái đèn mới. Ở đây thì các bạn thấy là mình đang sử dụng một cái đèn là Bedroom Lightning rồi. Thì nếu các bạn cần sử dụng thêm thì chúng ta sẽ add thêm. Bây giờ mình sẽ setup cái này, bật lên rồi cho các bạn coi cái cách mà chúng ta sẽ setup nó như thế nào. Rất đơn giản thôi. Ở đây thì mình đã mô tả cái việc chúng ta sử dụng bằng cách là chúng ta dùng một cái ổ điện cắm điện vào. Và khi mà các bạn mở cái này lên á, nó sẽ như thế này. Đó, nó sẽ cháy đèn ngay. Thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm này để chúng ta add thêm một cái bộ khác. Đây, light nè. Các bạn thấy không? Vào trong cái phần setting. Sẽ đi gần lại cho các bạn coi. Đây, add thêm nè. Nó sẽ tìm. Nó sẽ tự động nó tìm cái cây đèn này và mình sẽ đặt tên. Đó. Các bạn thấy không? Bây giờ mình đã tìm ra rồi nè, bấm pair. Các bạn thấy nó đổi màu rất là đẹp. Cái này rất là đẹp luôn. Ở đây á, thì do nó tìm cái cây đèn thứ hai cho nên á, mình sẽ đặt tên của nó là Hue Light Office đi. Rồi, ok. Ok. Thì các bạn thấy đây là cái bóng và chúng ta sẽ sử dụng cái này. Done. Rồi. Khi mà các bạn dùng cái này á, nó rất đơn giản. Các bạn đang sử dụng cái Hue Light Office nè. Còn ở này là cái Bedroom Light. Mình đang dùng ở nhà. Cái này mình không có dùng ở nhà. Thì mình sẽ sử dụng cái này ở đây. Các bạn có thể tắt, mở nó. Rất đơn giản. Các bạn không cần phải bấm cái nút bật ở trên này nữa. Không cần phải tắt nó qua cái công tắc điện nữa. Các bạn có thể tắt nó hoàn toàn bằng Bluetooth. Các bạn về tới nhà, đi vào phòng là tự động cái này nó sẽ được kết nối lại. Rất là thông minh và rất là hay. Các bạn thấy không? Ở đây nó kết nối liên tục. Connect liên tục. Thì cái này cũng tương tự như vậy, khi mà nó đã connect rồi thì nó sẽ không có bấm cái nó không có chuyển qua chế độ connect nữa mà nó sẽ báo là connected rồi. Chọn lên cái nó sẽ sáng lên. Đó. Thì khi mà các bạn sử dụng cái này á, chúng ta sẽ chuyển những cái chế độ màu ở khác nhau như thế này. Các bạn thấy cái độ chuyển màu của nguyên cái app này, cái đồng bộ của nó rất là tốt. Đó. Thấy chưa? Các bạn muốn chuyển màu gì trong 16 triệu màu này đều được hết. Không có vấn đề gì cả. À. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái tab rất là nhỏ gọn thôi. Đây, mình sẽ chuyển qua cái tab này. Đây là cái tab mà chúng ta sẽ điều khiển những cái đèn. Các bạn có thể chọn những cái đèn ở những cái màu khác nhau hoặc là cái giảm cái độ sáng của nó xuống. Mình sẽ giảm cái độ sáng xuống để các bạn có thể dễ thấy. Đó. Thấy không? Mình chuyển độ sáng ở đây, nó rất là mượt mà và cái đèn nó sẽ sync ngay lập tức, real time luôn. Các bạn chọn vào đây để chúng ta chỉnh những cái chế độ màu theo những cái default hoặc là theo những cái season khác nhau, tức là những cái mùa khác nhau. Ở đây các bạn chọn bright nè, nó sẽ sáng rực lên. Các bạn chọn mình không có chọn cái này. Ok, đây là cái night light nè. Các bạn chọn này để làm đèn ngủ. Các bạn đọc sách các bạn chọn cái này. Các bạn chọn nó tối ưu điện, các bạn sử dụng ở nhà dùng cái này. Hoặc là để chúng ta có cần sự tập trung khi mà chúng ta ngồi vào cái bàn, chúng ta chọn cái này.
hoặc là chọn relax để cái ánh sáng của nó khi mà các bạn về nhà vô phòng ngủ nó thật là tuyệt vời, nó rất là dễ chịu. Hoặc là chọn cái dim này thì nó sẽ ánh sáng nó sẽ dịu lại, các bạn có thể ngồi trên giường cùng với vợ hoặc là người yêu chúng ta xem phim hay cái gì đó vân vân và vân vân. Đó, có cái screen light nè, Rosedon, rất rất là nhiều những cái chế độ ánh sáng ở đây. Các bạn thấy là Philips họ rất là quan tâm đến cái việc mà chúng ta sử dụng. Có cái này là cái Tropical Twilight này nè, mình rất là thích tại cái nhiệt độ màu của nó cũng như cái cách nó thể hiện rất là đẹp. Qua cái video thì các bạn có thể là không có thấy rõ tại vì cái máy quay của mình đó, nó cũng không có thể nào mà nó diễn tả hết được cái độ đẹp của cái màu này. Nhưng mà 16 triệu màu này nó có thể diễn tả rất là đẹp các bạn ơi. Đó, Chinatown rất là nhiều. Rồi, chúng ta sẽ qua tới cái phần là chúng ta explore. Thì với cái explore này á, mình nói lúc đầu các bạn là chúng ta sẽ có cái Hue Bridge. Thì cái này á, hiện nay á, chưa có. Nhưng mà đây là một cái cầu nối để các bạn có thể điều khiển được tất cả những cái đèn của Philips ở trong nhà của chúng ta. Các bạn sử dụng một cái cầu nối này và chúng ta kết nối nó với lại cái dây LAN ở trong hệ thống mạng ở nhà. Rồi chúng ta điều khiển nó khắp mọi nơi trong nhà chỉ qua một cái hub duy nhất. Rất là hay. Cái hub này có thể sử dụng để kết nối với khoảng 50 cái đèn khác nhau. Còn nếu các bạn chỉ sử dụng Bluetooth giống như mình đang sử dụng ở đây thì cái hệ thống này có thể kết nối được khoảng 10 cái đèn. 10 cái đèn trong phòng. Đây. Rồi, ở đây chúng ta sẽ quay trở lại cái phần setting. Các bạn sẽ thấy rằng ở đây chúng ta có cái add cái Hue Bridge Light, rồi Voice Assistant. Light này lúc nãy là mình cho các bạn coi cái chúng ta add thêm một cái đèn khác vào. Rồi các bạn chọn cái Hue Bridge này để các bạn có thể link những cái đèn này lại với nhau thông qua cái cổng đó. Cái đó thì mốt có hàng mình sẽ nói thêm với các bạn. Rồi cái Voice Assistant này hỗ trợ Amazon Alexa và là Google Home. Hoặc là các bạn có thể add cái này vô trong cái bộ Apple HomeKit. Thì sau này khi mà Mai Nguyên có nhiều cái sản phẩm hơn của Philips thì mình sẽ giới thiệu với các bạn kỹ hơn về cái đó. Có cái này có messaging preference. Thì mấy cái này mà các bạn không cần phải quan tâm đâu. Có cái phần about này thì có thể là nó sẽ có cái update về firmware. Cái này nó sẽ update liên tục. Nhưng mà thông qua cái Hue Bridge. Đó. Chọn màu rất là hay các bạn. Các bạn muốn chọn màu xanh cũng được, bạn muốn chọn màu trắng cũng được, màu vàng cũng được, màu đỏ cũng được, bất kỳ màu nào các bạn thích. Kêu các bạn đã xong cái việc chúng ta không cần phải sử dụng tới cái đèn này nữa, và các bạn hoặc là chọn nó qua chế độ dim hoặc là chế độ night light, hoặc là các bạn có thể đơn giản cầm điện thoại lên và chúng ta tắt. Tại vì á, theo cái thói quen sử dụng của người Việt Nam mà Philips họ đã nghiên cứu thì khi mà chúng ta sử dụng thông thường ở nhà, các bạn đang sử dụng đang có đèn mở như vậy mà các bạn buồn ngủ rồi, cái màu đèn này nó làm chúng ta cảm giác buồn ngủ rồi, nhưng mà các bạn đứng dậy các bạn tắt đèn một cái thì quay trở lại giường các bạn không muốn ngủ nữa, các bạn thức luôn. Thì đây là một cái thói quen không có tốt, và Philips họ tạo ra cái hệ thống này để chúng ta có thể đơn giản là đang sử dụng điện thoại như thế này, chúng ta cảm thấy buồn ngủ rồi, gạt qua cái phần mềm, bấm tắt một cái là chúng ta sử dụng tính năng tắt bật từ xa thông qua Bluetooth như thế này. Nhưng mà có thể đơn giản là chúng ta bỏ điện thoại xuống rồi đi ngủ, đèn đốt không cần quan tâm nữa. Còn những cái hệ thống thông qua cái Hue Bridge mà sắp tới mình sẽ giới thiệu với các bạn thì nó sẽ còn có rất nhiều những chế độ khác. Nhất là nó sẽ có cái nhận diện thì các bạn khi mà về nhà sử dụng GPS để cho nó bật đèn lên, hoặc là các bạn sử dụng bật đèn từ xa, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái màu đèn này để miêu tả được cái tình trạng là chúng ta thức dậy buổi sáng, nó ánh sáng nó sẽ sáng dần lên, lúc đó chúng ta sẽ không có cảm thấy gắt khi mà các bạn thức dậy. Hoặc là khi mà các bạn đang sử dụng ở nhà, chúng ta về nhà sau một ngày làm việc rồi chúng ta làm một cái gì đó sinh hoạt cá nhân, sau đó các bạn đi ngủ thì ánh sáng này nó sẽ giảm dần từ từ tới khi nào các bạn buồn ngủ rồi thì nó sẽ tắt hoàn toàn luôn. Đó, cái sự thông minh của cái hệ thống này nó sẽ tuyệt vời như vậy. Sau đây là mình sẽ cho các bạn xem một vài những cái hình ảnh mà ở nước ngoài người ta đã sử dụng cái này rất lâu rồi và rất nhiều rồi, nhưng mà hiện nay ở Việt Nam thì nó là mới. Cũng như là sau khi mà các bạn xem xong cái video thì các bạn có thể để lại cái phần bình luận nếu các bạn thích cái hệ thống này như thế nào, hoặc là các bạn cần
tư vấn những cái gì thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới để mình có thể chat và mình giải đáp những cái câu hỏi của bạn trong những cái khả năng mà mình tìm hiểu được. Rồi, thì như mình nói lúc đầu, cái sản phẩm này có giá là 1.490.000 và đang có hàng tại Mai Nguyên. Thì các bạn có thể đến Mai Nguyên để thử nghiệm cái này và chúng ta xem thử là cái hệ thống này nó có phù hợp với gia đình của chúng ta hay không. Một cái đèn giá chỉ có 1.490.000 thôi. Nếu mà tính mức giá này so với những cái hệ thống đèn khác thì nó mắc hơn gấp đôi, gấp ba. Nhưng mà những gì mà Philips họ mang đến cho chúng ta sẽ rất là tuyệt vời. Các bạn tin mình đi, mình đã trải nghiệm qua một lần và mình cảm thấy rất là mê cái này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến đây và đừng quên subscribe kênh YouTube của Mai Nguyên để xem thêm những cái video khác về cái hệ thống đèn của Philips mà mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin cũng như là những cái giải pháp trong thời gian tới. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.